Việt Nam là quốc gia hàng năm thường xuyên đối mặt và chịu sự tác động của nhiều loại thiên tai, trong đó nghiêm trọng nhất là bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn. Về tổng thiệt hại kinh tế, trung bình hàng năm trong vòng 10 năm, từ năm 2005 đến năm 2014, nền kinh tế Việt Nam phải gánh chịu khoảng 5,2 tỷ đô la. Trong tổng số thiệt hại này, thiệt hại kinh tế do lũ lụt gây ra chiếm tỷ phần lớn nhất với 58%. Nếu chỉ tính riêng cho lũ lụt, thì Việt Nam nằm trong nhóm nước phải gánh chịu thiệt hại lớn nhất trên thế giới. Khu vực miền Trung Việt Nam là nơi phải hứng chịu nhiều thiên tai nhất trong cả nước. Với đặc điểm nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, dễ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, bão do cường độ mưa lớn gây ra bởi áp thấp nhiệt đới và ảnh hưởng của dãy núi miền Trung tiếp giáp với Lào. Hơn nữa, thời gian dòng chảy ngắn do khoảng cách giữa núi và bờ biển ngắn và dốc nên vùng hạ lưu khu vực miền Trung thường xuyên chịu thiệt hại nặng nề do lũ bất thường gây ra. Nhật Bản là một đất nước cũng thường xuyên phải đối mặt với thiên tai và có nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt là phòng chống lũ lụt. Với tinh thần hợp tác và phát triển, Nhật Bản đã có nhiều hỗ trợ cho Việt Nam nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng chống thiên tai. Các chương trình, dự án đã hỗ trợ từng bước giúp Việt Nam xây dựng cơ chế chủ động trong phòng ngừa, ứng phó với thiên tai thông qua việc nắm bắt chính xác thông tin khí tượng thủy văn và dự báo, cảnh báo nhanh chóng, kịp thời. Để tăng cường hiệu quả cho công tác phòng chống thiên tai, thông qua học hỏi kinh nghiệm và áp dụng khoa học kỹ thuật, với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA triển khai thực hiện dự án xây dựng xã hội thích ứng với thiên tai tại Việt Nam giai đoạn 2 tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế nhằm giảm nhẹ rủi ro lũ lụt tại các tỉnh miền Trung Việt Nam, trong đó tăng cường năng lực lập kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp và nâng cao nhận thức cộng đồng kết hợp với giáo dục thiên tai trong trường học là những kết quả quan trọng đạt được của dự án. Hiểu biết về rủi ro thiên tai là bước đầu trong quy trình quản lý rủi ro thiên tai được thể hiện. Công tác chuẩn bị là nỗ lực không ngừng nhằm giảm bớt tính dễ bị tổn thương xã hội và chuẩn bị ứng phó và khôi phục nhanh, tạo điều kiện cho công tác cải tạo và tái thiết. Giai đoạn tái thiết sau thiên tai là cơ hội quan trọng để xây dựng lại tốt hơn, nhằm giảm phơi nhiễm với thiên tai một cách đáng kể. Quy trình này đòi hỏi các chiến lược tổng thể và quản trị tốt dựa trên hỗ trợ quốc gia chặt chẽ và hợp tác quốc tế bền vững. Khi quy trình này hoạt động tốt, thì xã hội sẽ ngày càng thích ứng với thiên tai hơn. Nhằm hỗ trợ giảm thiểu rủi ro thiên tai bền vững ở Việt Nam, JICA đã giới thiệu về kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp. Nguyên tắc cơ bản của quản lý lũ lụt tổng hợp là tối đa hóa lợi ích của đồng bằng ngập lụt và giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do lũ lụt gây ra. Mục tiêu này cần thực tế hóa nhằm xây dựng một xã hội thích ứng với thiên tai thông qua các giải pháp trước mắt và lâu dài, bao gồm giải pháp công trình và phi công trình, với sự tham gia tích cực của tất cả các cơ quan, ban ngành và cộng đồng dân cư. Kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp cần tuân theo kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai của tỉnh và quốc gia cũng như kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Ưu tiên các hoạt động mang tính hiệu quả cao, lồng ghép các kết quả khảo sát bổ sung và kết quả rà soát các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh. Bản kế hoạch này cần chỉ rõ cơ quan thực hiện, kinh phí đầu tư, thứ tự ưu tiên và thời gian thực hiện. Quy trình xây dựng kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp do cơ quan phụ trách một lưu vực sông thực hiện, bao gồm tổ chức họp nhóm tất cả các bên liên quan, nắm được rủi ro thiên tai qua phân tích khoa học, liệt kê tất cả các dự án cho đến 5 mục tiêu và lựa chọn các dự án thường lệ, tạo sự cân bằng giữa ngân sách hàng năm và ngân sách dự phòng phục vụ công tác triển khai thực hiện, vận dụng vòng tròn đầu tư bảo trì, cải tạo và tái thiết, rà soát và nâng cấp kế hoạch quản lý lũ tổng hợp thường xuyên. IFMP là một phương pháp tiếp cận mới, toàn diện, xem xét về toàn lưu vực nhằm hạn chế rủi ro về người và tài sản.
IFMP được Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản quan tâm và xúc tiến. Đó là chủ trương của Trung ương. Ở cấp tỉnh, các tỉnh, thành phố xây dựng IFMP dưới sự hỗ trợ của Bộ. 2010-2011 ở cái Bắc Trung Bộ thì Bộ Nông nghiệp đã phối hợp với các chuyên gia Nhật Bản để xây dựng cái kế hoạch quản lý lũ tổng hợp theo các lưu vực sông và có cái sự hỗ trợ về kỹ thuật của JICA. Và chúng tôi làm thử nghiệm trên các lưu vực sông. Các lưu vực sông từ sông Hương đến sông Cả ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Và như vậy thì chúng ta nói là cách tại sao đạt được các cái trụ cột này. Thứ nhất thì cái kế hoạch quản lý lũ tổng hợp là chúng ta xây dựng ra một cái kế hoạch mà đưa ra các giải pháp công trình và phi công trình. Các giải pháp phi công trình chúng ta nói rất là nhiều, nhưng thực ra đưa ra một cách có hệ thống trong một cái điều kiện một con sông cụ thể thì rất là ít. Như vậy thì gồm những giải pháp gì? Trước hết là cái tổ chức bộ máy của phòng chống lũ, của phòng chống thiên tai. Thứ hai là cái nâng cao cái năng lực dự báo, đặc biệt là dự báo mưa ở trên cái con sông ấy. Đấy, thứ ba là chúng ta phải xây dựng các cái kịch bản an toàn đập, xây dựng các cái bản đồ ngập lụt, xây dựng tất cả các kịch bản. Từ kịch bản ấy chúng ta dự kiến là trong tương lai có thể có những kịch bản nó xảy ra để tuyên truyền, hướng dẫn và bàn cái cách ứng phó. Năm 2007, Chính phủ Việt Nam đã đề nghị Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ dự án hợp tác kỹ thuật, dự án xây dựng xã hội thích ứng với thiên tai tại miền Trung Việt Nam. Dự án giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 3 năm 2009 và kết thúc vào tháng 2 năm 2012 với các đầu ra như kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp, hướng dẫn quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và quản lý chống sạt lở bờ sông tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Với hỗ trợ kỹ thuật của JICA, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp trên sông Hương năm 2011. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thành lập nhóm làm việc về giảm thiểu rủi ro thiên tai để thảo luận các hoạt động thực tiễn giảm thiểu rủi ro thiên tai đến năm 2020 dựa trên phân tích khoa học. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp. Sau khi kết thúc dự án giai đoạn 1, Chính phủ Việt Nam tiếp tục đề nghị Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ dự án mới mang tên Dự án xây dựng xã hội thích ứng với thiên tai tại Việt Nam, dự án giai đoạn 2. Với mục đích giảm nhẹ rủi ro lũ lụt tại các tỉnh miền Trung Việt Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Đây là các tỉnh dễ bị tổn thương bởi thiên tai lũ lụt. Một trong những hoạt động chính của dự án giai đoạn 2 là kế hoạch xây dựng quản lý lũ lụt tổng hợp IFMP trên hai lưu vực sông chính của tỉnh Quảng Bình là sông Danh và sông Nhật Lệ, dưới sự phối hợp của Tổ công tác xây dựng kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp tỉnh Quảng Bình và nhóm chuyên gia Nhật Bản JICA cử sang. Hiện nay chúng tôi đang thực hiện dự án giai đoạn 2 tại một số tỉnh miền Trung. Trước đây, chúng tôi đã thực hiện giai đoạn 1 của dự án tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2009 đến năm 2012. Trong giai đoạn đó, dự án đã được xây dựng kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt. Các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cũng được thực hiện hiệu quả. Thông qua nhiều hoạt động của dự án mà năng lực về quản lý rủi ro lũ lụt của cán bộ chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão, tỉnh được nâng cao. Ví dụ, năm 2013, sau khi dự án kết thúc giai đoạn 1, một cơn bão lớn đổ bộ vào các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, theo tôi biết thì tỉnh Thừa Thiên Huế không thiệt hại về người. Do tỉnh đã làm tốt công tác cảnh báo và sơ tán nên không có thiệt hại về người. Để nhân rộng các hoạt động này, JICA tiếp tục triển khai dự án ở 4 tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thừa Thiên Huế. Kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 được xây dựng nhằm mục đích cụ thể hóa thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. Với mục đích đó, vào tháng 5 năm 2011, Tổ công tác IFMP được thành lập, gồm 10 thành viên đến từ các sở, ban ngành trong tỉnh, phụ trách lĩnh vực quản lý thiên tai.
Tính từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2011, nhóm chuyên gia JICA và đối tác đã tổ chức 6 buổi họp xây dựng kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp nhằm thảo luận các vấn đề cốt yếu và đưa ra kế hoạch cụ thể đối với IFMP. Để hoàn thiện IFMP, mô hình mô phỏng lũ của dự án JICA và dữ liệu GIS là công cụ thiết lập các loại bản đồ hiểm họa và cung cấp thêm thông tin cũng như những dữ liệu hữu ích cho tổ công tác IFMP. Theo đó, IFMP được xây dựng thông qua các buổi thảo luận giữa chuyên gia và tổ công tác và các kết quả khảo sát bổ sung và phân tích mô phỏng lũ do dự án thực hiện có xem xét đến yếu tố biến đổi khí hậu. Chúng tôi đưa ra các giải pháp phi công trình cũng như giải pháp công trình để thực hiện. Thì giải pháp công trình phi công trình thì thứ nhất là cái vấn đề nâng cao năng lực thể chế của ban phòng chống thiên tai của các cấp từ tỉnh đến huyện đến cơ sở. Thứ hai là ra soát các cái kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp, rồi nâng cao năng lực công tác dự báo để cho một bước để mà đáp ứng công tác dự báo quản lý lũ tổng hợp là tốt. Và cái tiếp theo là trồng và bảo vệ rừng cho nó đảm bảo công tác phòng chống thiên tai, rồi nâng cao năng lực công tác phòng chống thiên tai của cơ sở đến cộng đồng theo cái đề án 102 của Chính phủ. Về giải pháp công trình thì chúng tôi cũng ra soát đưa vào đây các cái công trình, ví dụ đối với các cái đường giao thông nông thôn thì các chương trình đó nâng cấp để mà một bước kết hợp giao thông nông thôn cũng như là vấn đề các đường chạy lũ, rồi nâng cấp mở rộng các cái cổng dưới đê để nó thoát lũ nhanh, rồi các cái hệ thống khơi thông cổng rạch cũng như là các cái hệ thống sông để nó thoát lũ, rồi các cái chương trình an toàn hồ chứa vừa kết hợp là trữ nước cũng như về mùa lũ, còn cấp nước về mùa hạn để mà đảm bảo sản xuất nông nghiệp cũng như là vấn đề là sinh hoạt cho người dân. Thì đó là những cái bước trong kế hoạch chúng tôi đã làm. Hàng năm, các trận bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa đông bắc đã gây nên những trận mưa lớn, hình thành các đợt lũ lụt lớn gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản. Theo thống kê, chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, có 36 đợt lũ, bình quân 3,6 đợt trên một năm. Trong đó, các trận lũ lớn, lũ lịch sử xảy ra khi có bão lớn hoặc do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và gió mùa đông bắc. Lũ lụt đã làm 151 người chết, nhà bị ngập gần 370.000 lượt nhà, số người bị ảnh hưởng là trên 1.737.000 lượt người. Tổng giá trị thiệt hại trong vòng 10 năm là trên 4.800 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2007 và năm 2010 đã xảy ra 3 đợt lũ đặc biệt lớn, được gọi là lũ lịch sử và lũ chồng lên lũ. Đợt lũ tháng 8 năm 2007 đã gây lũ lớn trên lưu vực sông Danh. Mực nước vượt lũ lịch sử năm 1993 là 0,44 mét. Đợt lũ cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2010 đã gây lũ đặc biệt lớn trên toàn tỉnh. Nhiều vùng, mực nước đã vượt lũ năm 2007. Trong các trận lũ lớn, hầu hết các địa phương trong toàn tỉnh bị ngập lụt. Trong đó, các vùng ngập sâu và kéo dài gồm trên lưu vực sông Danh và các xã thuộc huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa và các xã ven sông thuộc Trung và Hạ Du sông Danh thuộc huyện Bố Trạch và Quảng Trạch. Trên lưu vực sông Nhật Lệ, các xã đồng bằng thuộc hai huyện Lệ Thủy và Quảng Bình, nước lũ thoát ra cống Mỹ Trung rồi chảy ra biển. Nhưng khi lũ xảy ra, thường có chiều cường nên lũ rút rất chậm, có khi kéo dài cả tháng. Chính vì vậy, việc hoàn thiện kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp ở Quảng Bình nhằm giảm thiểu rủi ro lũ lụt gây ra là một vấn đề cấp thiết. Trong cái quá trình thực hiện á, thì chúng tôi cũng gặp có những cái khó khăn nhất định. Đầu kiến thức của những cái người mà xây dựng kế hoạch nó cũng chưa có. Cái thứ hai là các cái cán bộ, chủ yếu là từ các bộ cán bộ chuyên trách thôi, mà cái kế hoạch này thì nó bao gồm rất là nhiều ngành nhiều nghề, và cái cơ bản thì nguồn ngân sách của tỉnh thì nó rất hạn chế. Nguồn ngân sách của tỉnh thì nó chỉ đủ cho cái việc là duy tu bảo dưỡng công trình, chứ còn cái việc mà tái thiết khắc phục rồi là xây dựng mới những công trình phòng chống thiên tai thì là cái nguồn kinh phí rất lớn. Để mà thực hiện kế hoạch này với kinh phí là 3.200 tỷ thì vượt quá cái sức của tỉnh. Do đó là sắp tới cần phải có
những cái tránh phủ những cái sự ủng hộ của quốc tế. Ví dụ như ngay trong cái dự án JICA chẳng hạn, ngay trong chính phủ Nhật Bản chẳng hạn, để mà đầu tư giúp chúng tôi đầu tư xây dựng những cái công trình phòng chống lũ. Rồi là dùng các cái nguồn kinh phí như là kinh phí là hợp tác công tư, rồi là dựa vào đóng góp của dân, thì lúc ấy thì kế hoạch nó mới xây dựng một cách hoàn chỉnh. Kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp của tỉnh Quảng Bình bao gồm những nội dung chính như sau: kiện toàn tổ chức, bộ máy, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn, thi hành pháp luật, cơ chế, chính sách, lập bản đồ ngập lụt và rà soát quy hoạch dân sinh, kinh tế theo bản đồ ngập lụt, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo cấp tỉnh, nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường năng lực quản lý thiên tai, chương trình trồng và bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình phòng chống thiên tai. Các cái chương trình này chúng tôi đã xây dựng đến cái kết quả là phân tích rất là kỹ lưỡng của cái chương trình mô phỏng lũ, cũng giống như là các cái tình hình, các cái kế hoạch phát triển của các ngành, các địa phương, cũng như là tình hình thực tế kết hợp với cái kết quả mô phỏng lũ rất là công phu. Vì vậy cái kế hoạch mà nếu mà chúng ta xây dựng theo mà đúng vào cái trình tự này á, các cái như kế hoạch đã phê duyệt thì sẽ giúp chúng ta là chủ động đối phó với là kế hoạch đối với thiên tai lụt bão gây ra, cũng như là đảm bảo như là đồng thời cũng đảm bảo là được như là đối với là giảm được cái nguồn kinh phí thực hiện. Bởi vì cái lúc mà cái xây dựng chúng tôi xây dựng kế hoạch thì chúng tôi cũng đã xem xét đến cái mối liên hệ hữu cơ giữa các cái ngành, các cái địa phương với nhau. Chúng tôi xem xét tổng thể trên một cái lưu vực sông, chỉ cũng xem xét riêng biệt giữa các vùng hay là giữa các ngành với nhau. Vì vậy nếu mà chúng ta sẽ thực hiện mà cái kế hoạch này mà đầy đủ rõ ràng thì chúng ta sẽ đảm bảo là cái hiệu quả công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai rất là cao. Sau khi khảo sát thực địa, Quảng Bình đã có giải pháp chống sạt lở hiện có đã và đang được áp dụng. Kiên cố hóa công trình bảo vệ bờ sông bao gồm 3 phần chính như sau: mỏ hàn bảo vệ bờ sông và kiểm soát dòng chảy, nhưng kỹ thuật tính toán phức tạp, chi phí cao và tiềm ẩn rủi ro cho khu vực lân cận tại các đoạn sông hẹp và uốn khúc, kè tạm bằng bao tải cát nhằm tăng khả năng chống sạt lở và ổn định bờ đất. Trồng rừng ngập mặn ở vùng cửa sông đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ hệ thống đê điều và góp phần đáng kể vào sinh kế. Chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn là rất cần thiết nhằm cải thiện đời sống người dân dọc hạ lưu sông Danh và sông Nhật Lệ và lập bản đồ hiểm họa lũ lụt. Một số giải pháp giảm thiểu thiệt hại lũ lụt đang được triển khai tại tỉnh Quảng Bình như hệ thống đê chống lũ sớm, nâng cao công trình đường bộ, bảo tồn chức năng giữ nước của rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu. Hiệu quả của mỗi hoặc tổng hợp các giải pháp này vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, thứ tự ưu tiên các giải pháp ứng phó đóng vai trò quan trọng cho mục đích quy hoạch. Mô phỏng là một trong những công cụ hiệu quả mang tính định lượng đối với mỗi hoặc tổng hợp các giải pháp. Trên cơ sở đó, mô hình mô phỏng đã được xây dựng và áp dụng cho kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp và sau đó bản đồ hiểm họa lũ lụt với nhiều kịch bản và giải pháp đáng kể cũng được xây dựng. Trong cái quá trình chạy mô hình thì sau khi làm việc với các chuyên gia dưới cá thì chúng tôi nhất trí thống nhất là đưa ra một số mô hình, một số kịch bản sau. Thứ nhất là lấy của cơn lũ lịch sử năm 2010 để mà chạy nền cho lưu vực của hai sông Kiến Giang, Nhật Lệ. Sau đó là từ cái số liệu mưa thực đó là chúng tôi tính toán theo tần suất là 20 năm lặp lại, 50 năm lặp lại và 100 năm lặp lại. Và một cái kịch bản nữa là ứng với cái kịch bản phát thải nhà kính, kịch bản B2 đấy, phải là phát thải nhà kính trung bình ấy, kịch bản B2 của cái kịch bản biến đổi khí hậu mà do Bộ Tài nguyên Môi trường biên soạn ấy. Trận lũ năm 2010 nữa, rồi mình sẽ đến cái là mực nước biển tăng và lượng mưa tăng, ứng với cái kịch bản phát thải nhà kính trung bình B2 ấy,
là với cái giống như là năm 2000 không theo cái bản đó thì năm 2050 thì mực nước biển ở Quảng Bình tăng 25-30 cm, còn mưa là tăng khoảng 2,5% và nhiệt độ là tăng khoảng 1,7 độ C. Tại tỉnh Quảng Bình, chúng tôi thực hiện lập kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp dựa trên việc xây dựng bản đồ quy mô phòng lũ, xem xét các kịch bản khác nhau với sự tham gia của các cơ quan, ban ngành liên quan trong tỉnh. Và trong tháng 10 vừa qua, kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt. Tại hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, chúng tôi cho xây dựng thí điểm hai công trình bảo vệ bờ sông quy mô nhỏ, chi phí thấp. Người dân địa phương cũng tham gia vào xây dựng công trình này. Sau khi hoàn thành, công trình được bàn giao lại cho địa phương và sử dụng quản lý. Tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, dự án tổ chức các chương trình tập huấn về phân tích dòng chảy và bản đồ phòng lũ để nâng cao năng lực về phân tích. Tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, dự án tổ chức các chương trình tập huấn về phân tích dòng chảy và bản đồ mô phỏng lũ để nâng cao năng lực về phân tích rủi ro lũ lụt cho cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ. Trong khuôn khổ dự án, tổ chuyên gia JICA hỗ trợ tỉnh Nghệ An xây dựng sổ tay kiểm tra, đê sông hỗ trợ quản lý hiệu quả, hệ thống sông cả. Ngoài ra, dự án còn thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và giáo dục thiên tai tại 4 tỉnh của dự án. Đối với hoạt động này, chúng tôi sử dụng bản đồ mô phỏng lũ để giúp người dân địa phương dễ dàng nhận thấy khu vực ngập lụt tại địa phương mình. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của dự án là xây dựng kế hoạch quản lý lũ tổng hợp và kế hoạch quản lý chi tiết lũ lụt tổng hợp. Gần 3 năm dự án đã trôi qua và có thể nói đến thời điểm này, các mục tiêu của dự án đã gần như hoàn thành. Thiên tai nói chung và lũ lụt nói riêng là một hiện tượng tự nhiên, chúng ta chưa thể nhận biết được chính xác, kịp thời về quy mô và mức độ gây ra, cũng như không thể chế ngự được hoàn toàn. Nhưng với những tiến bộ khoa học hiện nay, kết hợp với kinh nghiệm, chúng ta có thể chủ động hạn chế tác động do lũ lụt gây ra. Tôi đã phối hợp với các cán bộ đối tác để xây dựng mô hình. Nhiệm vụ của tôi không phải là tổ chức các hội thảo, hội nghị, mà là cùng làm việc trực tiếp với cán bộ đối tác. Đó gọi là tập huấn tại chỗ, hướng dẫn kỹ thuật tại chỗ. Nếu chúng ta dựa vào sổ tay hướng dẫn thì hoàn toàn có thể xây dựng được các mô hình. Tuy nhiên, khi xảy ra lỗi trong quá trình xây dựng mô hình thì cần phải làm việc cùng nhau để xử lý các lỗi. Với cách làm như vậy, chúng tôi đã xây dựng mô hình ở Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An. Các chuyên gia JICA đã sử dụng mô hình lũ để phân tích rủi ro lũ lụt và hỗ trợ xây dựng kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp IFMP tại tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên Huế và nâng cao năng lực phân tích rủi ro lũ lụt của các cán bộ tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Nhờ sự giúp đỡ của bạn, các chuyên gia Việt Nam đã tiếp thu và ứng dụng tại địa phương. Mô hình mái là một cái mô hình thủy lực của Đan Mạch. Và chúng tôi đã áp dụng cái mô hình mái này dự báo cho lũ trên hệ thống sông cả. Đồng thời thì chúng tôi cũng đã sử dụng cái mô hình iPhat để dự báo cho các cái lưu vực thượng nguồn của sông cả, những cái vùng mà không có dữ liệu khí tượng thủy văn, những cái vùng mà không có cả cái trạm khí tượng thủy văn, đặc biệt là những cái vùng ở trên lãnh thổ Lào. Thì chúng tôi đã sử dụng ảnh mây vệ tinh để đưa vào cái mô hình iPhat dự báo lũ cho các cái lưu vực thượng nguồn đó. Trong thời gian qua thì dưới sự giúp đỡ của tổ chức JICA thì chúng tôi đã được tập huấn về cái bộ mô hình mái của iPhat như tôi đã nêu ở trên. Thì việc này đã nâng cao cái năng lực của cán bộ công nhân viên chức của đài chúng tôi, đặc biệt là cái
việc sử dụng các cái mô hình thủy văn thủy lực hiện đại trong công tác dự báo cảnh báo lũ. Cái điều thứ hai là các cái cán bộ của giấy ca đã giúp đỡ cho đài chúng tôi thiết lập và sử dụng được cái mô hình máy 21 cho cái lưu vực sông Cạ, và cái việc thiết lập này sẽ được sử dụng trong cái công tác dự báo lũ trong năm 2016 này. Cái thứ ba nữa là tổ chức giai ca cũng đã cung cấp cho chúng tôi một số thiết bị, máy tính, rồi bản đồ sổ độ cao 1/10.000 trên cái lưu vực sông Cạ, và cũng tổ chức giai ca cũng đã cùng với chúng tôi đã cài đặt cái mô hình iPad tại văn phòng đài để tự động dự báo cảnh báo cái cho lưu vực sông Cạ. Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch quản lý lũ tổng hợp, việc nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động lên kế hoạch và ứng phó với thiên tai là một việc hết sức quan trọng. Ngày 13 tháng 7 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại quyết định số 1002 QĐ-TTG nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai ở các cấp, nâng cao nhận thức cộng đồng và huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng chống thiên tai. Thứ nhất thì cái kế hoạch quản lý lũ tổng hợp là chúng ta xây dựng ra một cái kế hoạch mà đưa ra các giải pháp công trình và phi công trình. Các giải pháp phi công trình chúng ta nói rất là nhiều, nhưng thực ra đưa ra một cách có hệ thống trong một cái điều kiện một con sông cụ thể thì rất là ít. Như vậy thì gồm những giải pháp gì? Trước hết là cái tổ chức bộ máy của phòng chống lũ, của phòng chống thiên tai. Thứ hai là cái nâng cao cái năng lực dự báo, đặc biệt là dự báo mưa ở trên cái con sông ấy. Đấy, thứ ba là chúng ta phải xây dựng các cái kịch bản an toàn đập, xây dựng các cái bản đồ ngập lụt, xây dựng tất cả các kịch bản. Từ kịch bản ấy chúng ta dự kiến là trong tương lai có thể có những kịch bản nó xảy ra, để tuyên truyền, hướng dẫn và bàn cái cách ứng phó. Rồi xa hơn nữa là bàn đến chuyện phát triển rừng ở thượng nguồn cái lưu vực sông ấy thì cần phát triển ở chỗ nào. Rồi là nâng cao cái năng lực của cộng đồng trong phòng chống thiên tai, và nâng cao cái năng lực quản lý an toàn đập. Tức là trong cái kế hoạch ấy thì chúng ta rà soát đến tất cả các khía cạnh ảnh hưởng đến lũ, hoặc là ví dụ như là quản lý đất đai ở cái vùng lũ, nhà cửa dân cư ở vùng lũ, vân vân. Rồi là đường giao thông có cản lũ hay không. Thì khi mà chúng ta rà soát như vậy thì chúng ta thấy được cái điểm yếu, thì chúng ta phải đề xuất cái kế hoạch để khắc phục nó, thì nó được hình thành thành một cái bản kế hoạch mà cái ông lãnh đạo cao nhất ở địa phương là ông chủ tịch tỉnh là ký vào đối với những cái sông để công bố cái kế hoạch ấy. Và từ đó thì tất cả các bộ cơ quan ban ngành của một tỉnh, người ta thấy được cái nhiệm vụ và người ta phải thực hiện theo cái lộ trình. Xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế là một trong những điểm trũng nhất của Huế. Mỗi mùa lũ về, cả xã ngập trắng nước, phương tiện giao thông chủ yếu là bằng thuyền. Chính vì vậy, những thiệt hại về người và của ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chính vì vậy, với sự hỗ trợ của tổ chức JICA với dự án xây dựng xã hội thích ứng với thiên tai, Quảng Thành là một trong những xã được hưởng lợi. Đặc biệt là người dân ở đây đã được tập huấn, nâng cao nhận thức trong phòng tránh rủi ro mùa mưa bão và những kỹ năng cần thiết ứng phó khi lũ lụt xảy ra. Người dân thực hành diễn tập những kỹ năng như sơ tán người và của, sơ cấp cứu những người bị thương, vận chuyển đến nơi an toàn. Đây là những kỹ năng rất thiết thực cho người dân. Được sự thống nhất của ban điều hành thông tin là giới thiệu tôi về tập huấn để trước tiên là để hiểu biết trong cái vấn đề phòng chống rủi ro của thiên tai, và thứ hai là về tập huấn lại của nhân dân, vì ban điều hành thông nói chưa chắc họ đã nghe bằng tôi, vì tôi là trực tế cùng nhau với nhân dân, sống với nhân dân, cho nên tôi thấy cái buổi tập huấn vừa qua rất là tốt,
để hướng dẫn cho nhân dân về cán bộ của trong trại nhà là một điều quá quan trọng. Đây là một giờ lên lớp của các em học sinh trường tiểu học Quảng Thành, xã Quảng Thành. Các em đều là những em bé, chỉ mới học tiểu học. Bình thường trước đây, khi quê có bão lũ, thiên tai, các em bị bố mẹ cấm ra khỏi nhà và gia đình thường phải cắt cử người trông nom để tránh đuối nước. Tuy nhiên, sau khi JICA triển khai tổ chức hội thảo quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và giáo dục thiên tai cấp tỉnh tại Thừa Thiên Huế và Quảng Bình, các em được thầy cô cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức phòng chống thiên tai. Từ đó các em học sinh đều biết, khi có lũ, các em không nên lội qua chỗ ngập nước, không đi xe trên đường ngập nước, không đùa nghịch, không ra chơi gần bờ ao, sông suối, và nên làm gì giúp bố mẹ, như trông coi các em bé, khi đi thuyền hoặc di chuyển vùng lũ, cần dùng áo phao, vật nổi cứu sinh. Trước khi thiên tai đến, các em cần chuẩn bị những việc như cất sách vở vào túi ni lông, dùng ni lông bịt các loại chai lọ, chum vại, cất đồ đạc lên cao. Thì nhiệm vụ của nhà trường là tuyên truyền và giáo dục cho học sinh là các em phải không tránh khi mà lũ lụt đến, mà có công điện của phòng giáo dục là cho các em được nghỉ học thì các em phải nhà nghỉ học và không được đến trường. Rồi là khi nào có nhiệm vụ ở trường về thêm một cái tuyên truyền nữa, tức là hàng tuần ở dưới cơ vào cái mùa mà mưa lụt thì bên đội sẽ phối hợp với nhà trường để tuyên truyền cho các em dưới cơ là các em về cái những cái cách phòng tránh là lụt lụt, tức là cho các em là áo phao, mặc áo phao khi mà các em đi dưới là lụt lụt thì các em phải mặc áo phao. Dự án đã tổng hợp và phân tích các tài liệu và kết quả hiện có về giáo dục thiên tai để xây dựng tài liệu giáo dục thiên tai, tổ chức hội thảo giáo dục thiên tai dành cho các giáo viên trường học và cán bộ sở giáo dục, đào tạo tại Thừa Thiên Huế và Quảng Bình, tiến hành thực hiện giáo dục thiên tai với tài liệu đã xây dựng tại các xã thí điểm ở Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và Hà Tĩnh. Khi mà được tiếp cận những cái thông tin và những cái chia sẻ kinh nghiệm từ phía Nhật Bản thì rõ ràng rằng là cái thiên tai nó xảy ra bất cứ lúc nào và cái cấp độ ngày càng nguy hiểm hơn. Cho nên là do đó mà sau khi được tập huấn và trang bị kiến thức thì chúng tôi cũng đã xây dựng được cái kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 5 năm từ 2016 đến năm 2020. Qua cái tập huấn thì cái đoàn dự án đã hỗ trợ cho Đức Quang với 3 cái con thuyền và tên như vậy là 5 km dây tải điện về loa truyền thanh. Tôi cho như vậy là một cái điều kiện hết sức bổ ích. Thứ nhất, loa truyền thanh là khi lụt bão to gió lớn thì để mà thông tin tuyên truyền cho mọi người dân là để biết được, để phòng ngừa. Thứ hai nữa, thuyền để ứng cứu trong cứu nạn cứu hộ. Thứ ba nữa, học thì có thực tập gắn với lý luận với thực tiễn là để cứu hộ cứu người trên sông, rồi thì như vậy là lánh nạn di dời dân. Với cái ý nghĩa đến rất thực tế, rất bổ ích và không những đối với cán bộ đảng viên mà toàn dân cũng được học, từ đó nhân rộng lan tỏa cho địa phương chúng tôi. Đây là những cán bộ tham gia hoạt động quản lý hành chính ở các thôn xóm. Họ trực tiếp tham gia vào các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, chỉ huy phòng chống thiên tai ở địa phương này. Sau khóa tập huấn, họ trở thành cán bộ hướng dẫn các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng ở cấp thôn trong giai đoạn tiếp theo của các hoạt động cấp xã vào năm 2016. Họ có nhiệm vụ lập kế hoạch phòng chống thiên tai cho xã của mình. Trong bản kế hoạch của họ, có sự phân công cụ thể từng cá nhân trong cộng đồng sẽ tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ từng đối tượng dễ bị tổn thương như người tàn tật, người già không nơi nương tựa, các hộ gia đình nghèo cần di chuyển khẩn cấp đến nơi trú ẩn an toàn, do điều kiện nhà cửa không đảm bảo chống chọi với thiên tai. Qua cái đợt tập huấn của cái chia sẻ của kinh nghiệm từ phía JICA thì chúng tôi đã triển khai và có sự tham gia của người dân, đặc biệt là những cái đối tượng dễ bị tổn thương cũng được tham gia vào cái quy trình mà xây dựng cái kế hoạch phòng chống thiên tai này, và chúng tôi cũng đã được phê duyệt trong tháng 1 năm 2016 và dựa trên cái kế hoạch 5 năm đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái phương án phòng chống thiên tai của năm 2016 để thực hiện.
qua kinh nghiệm học tập được từ Nhật Bản, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương nhằm tạo sự đồng bộ trong việc quản lý lũ lụt, phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần đẩy nhanh việc nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý lũ tổng hợp theo lưu vực sông, trước mắt áp dụng với những lưu vực nằm trong địa giới một tỉnh, chú trọng kết hợp với các biện pháp công trình, xây dựng kế hoạch kiểm soát lũ và phòng ngừa, ứng phó với thiên tai. I have many experience and also I got the restaurant. Tôi rút ra nhiều bài học kinh nghiệm thông qua các dự án của JICA. Cụ thể, trong quá trình xây dựng IFMP, có 4 điểm sau đây cần được lưu ý. Sự phối hợp giữa các cơ quan liên ngành và sự đồng thuận của liên ngành. Sử dụng thông tin cập nhật chính xác và công nghệ khoa học. Thông tin ở đây có nghĩa là cao độ cập nhật, tiếp cận bằng phương pháp khoa học. Đó là mô hình mô phỏng lũ lụt nhằm xây dựng bản đồ ngập lụt. Ngoài ra, phương pháp tiếp cận khoa học còn đánh giá dựa vào phần mềm GIS để xác định vùng dễ bị tổn thương và vùng thiệt hại, đảm bảo kinh phí thực hiện IFMP. Đây là nội dung quan trọng, nhưng thực tế là rất khó để phân bổ kinh phí. Vì vậy, cần có sự phối hợp và nỗ lực của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, theo dõi, rà soát và điều chỉnh IFMP. Căn cứ vào đặc điểm địa lý tự nhiên, sự hình thành các hình thế thời tiết gây mưa lớn, cũng như sự hình thành lũ lớn trên sông suối, các tỉnh ven biển miền Trung, các chuyên gia đã đưa ra các giải pháp phòng chống lũ lụt giảm nhẹ thiên tai. Đó là giải pháp phi công trình, giải pháp công trình và giải pháp tránh lũ và sống chung với lũ, giải pháp kết hợp. Tuy nhiên, mỗi một lưu vực, mỗi một tỉnh có sông chảy qua, có đặc điểm riêng. Do đó, khi quy hoạch xây dựng các giải pháp phòng chống lũ và giảm nhẹ thiên tai, cần nghiên cứu kỹ để có thể đưa ra các giải pháp cụ thể. Dự án liên quan quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam là một trong những dự án quan trọng của JICA, được hỗ trợ bởi các cán bộ và kỹ sư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cũng như Bộ Tài nguyên và Môi trường. Có thể nói rằng, chúng tôi hài lòng với kết quả đạt được của dự án. Tôi biết chúng ta đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn, đặc biệt là thiếu nguồn tài chính. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực tăng cường năng lực thể chế và phát triển nhân lực. JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động, ví dụ như các chương trình dự án vay vốn hoặc phát triển năng lực. Theo tôi, đó là hướng của JICA trong thời gian tới. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo tổng cục cũng như Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thì chúng tôi, cái thứ nhất là tăng cường năng lực về pháp luật phòng chống thiên tai, đặc biệt là thông qua dự án cái kế hoạch quản lý lũ tổng hợp. Chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo tổng cục, lãnh đạo bộ để đưa nội dung này vào trong cái kế hoạch phòng chống thiên tai cấp quốc gia. Và hiện tại bây giờ các địa phương cũng đang lập cái kế hoạch phòng chống thiên tai của tỉnh, các cấp của mình. Và cái kế hoạch quản lý lũ tổng hợp nó sẽ nằm trong cái nội dung đó. Cái thành công chính là cái tăng cường năng lực, cái nhận thức đấy, của cán bộ cũng như của người dân, và đặc biệt là cái đội ngũ lãnh đạo trong công tác phòng chống thiên tai đấy, và cái sự phối hợp, bởi vì là cái nguồn lực phải đến từ nhiều phía đấy, không phải chỉ trong cái nguồn lực trông chờ ở cấp trung ương, nhưng ngay cả bản thân địa phương sau khi lập cái kế hoạch ra thì người ta biết rằng cái nguồn lực đấy từ đâu đến đấy, có thể chính bản thân người dân cũng như là các cái doanh nghiệp đóng trên địa bàn đấy, rồi kể cả các cái tổ chức quốc tế, rồi tổ chức phi chính phủ và các cái ngành khác lồng ghép vào trong cái công tác phòng chống thiên tai đấy, và lồng ghép vào trong cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đấy, thì đấy là cái mặt được đấy, của dự án. Nếu chỉ tính riêng cho lũ lụt thì Việt Nam nằm trong nhóm nước phải gánh chịu thiệt hại lớn nhất trên thế giới. Do vậy, việc lập kế hoạch quản lý lũ tổng hợp cho các tỉnh cần được quan tâm và triển khai sớm hơn bao giờ hết, không chỉ đối với tính mạng, tài sản mà còn dưới góc độ sức khỏe của con người.